Và bây giờ là bản tin từ BBC, Trump ra mắt nền tảng truyền thông mới. Ông Trump bị Twitter cấm và bị Facebook cũng như YouTube đình chỉ hoạt động sau cuộc bạo động ở Điện Capitol vào tháng Giêng vừa rồi. Cựu Tổng thống kể từ đó đã đưa ra các tuyên bố bằng thông cáo báo chí mà trang web mới hiện sẽ là nơi đăng tải. Người dùng sẽ có thể thích các bài đăng và cũng có thể chia sẻ chúng trên các tài khoản Twitter và Facebook. Động thái này diễn ra một ngày trước khi có quyết định từ ban giám sát của Facebook về việc có cấm ông Trump vĩnh viễn hay không. Cố vấn cấp cao của ông Trump là Jason Miller trước đó đã cho biết một mạng xã hội mới sẽ được tung ra nên nền tảng mới này sẽ trở nên lớn mạnh. Ông Jason Miller nói hồi tháng 3 nhưng ông Mueller tweet hôm thứ ba rằng trang web mới không phải là mạng xã hội mà ông đã quảng cáo một cách cường điệu trước đó. Chúng tôi sẽ có thêm thông tin về mạng này trong tương lai rất gần. Trang web được cho là được xây dựng bởi Campaign Nucleus, công ty dịch vụ kỹ thuật số do cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump, Brad Parscale tạo ra. Một số bài đăng trên trang này lặp lại những tuyên bố đã bị bác bỏ rằng cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái bị gian lận. Ban giám sát của Facebook sẽ công bố quyết định về việc liệu ông Trump có bị cấm vĩnh viễn hay không vào 9 giờ sáng giờ địa phương. Nếu ông Trump được phép sử dụng Facebook trở lại, Facebook sẽ có 7 ngày để kích hoạt lại tài khoản của ông. Theo tin đã đưa trước đây, thì Hội đồng Quản trị Facebook trì hoãn quyết định cho ông Trump hoạt động trở lại. Ban giám sát của Facebook đã trì hoãn quyết định có mở lại tài khoản Facebook và Instagram của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không. Ông Trump đã bị cấm sử dụng Facebook vào tháng Giêng sau cuộc bạo loạn ở đồi Capitol. Hội đồng cho biết sự chậm trễ là do cần phải mất thời gian để xem xét hơn 9.000 phản hồi của công chúng. Quyết định ban đầu có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 4. Trong một tuyên bố trên Twitter, hội đồng cho biết họ sẽ đưa ra quyết định trong những tuần tới đây. Phán quyết này sẽ là quyết định lớn nhất mà ban giám sát phải đưa ra kể từ khi bắt đầu thụ lý các vụ việc vào năm ngoái. Hội đồng được thành lập để đưa ra phán quyết về các quyết định kiểm duyệt khó khăn hoặc gây tranh cãi do Facebook đưa ra. Ủy ban gồm 20 thành viên do ông chủ Facebook Mark Zuckerberg thành lập, thường được gọi là tòa án tối cao của Facebook. Ủy ban bao gồm các nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, luật sư và học giả. Ủy ban này sẽ đưa ra phán quyết về 9 trường hợp bao gồm: một nhận xét có vẻ xúc phạm người hồi giáo, một bài đăng của một người dùng ở Myanmar, đã bị xóa vì vi phạm quy tắc ngôn từ kích động thù địch sau đó được cho là không mang ý nghĩa thù ghét người hồi giáo khi được đưa vào ngữ cảnh một trích dẫn bị cáo buộc từ Joseph Goebbels trong một bài đăng cũ được một người dùng ở Hoa Kỳ chia sẻ lại bị xóa do vi phạm chính sách đối với các cá nhân và tổ chức nguy hiểm cuối cùng được cho là không ủng hộ hệ tư tưởng của Đức Quốc xã khi được đưa vào ngữ cảnh một video về phương pháp chữa trị Covid-19 được cho là một nhận xét về chính sách y tế của chính phủ Pháp và không dẫn đến hậu quả là mọi người sẽ tự dùng thuốc. Một bài đăng trên Instagram gồm 8 bức ảnh về các triệu chứng ung thư vú đáng lẽ không bị xóa bởi hệ thống kiểm duyệt tự động của Facebook và sau đó chỉ được khôi phục trước khi có quyết định của hội đồng quản trị vì vi phạm các quy tắc về ảnh khỏa thân dành cho người lớn. Gã khổng lồ công nghệ ban đầu cấm Trump không chỉ tài khoản của ông Trump bị cấm, đầu tháng này Facebook đã mở rộng lệnh cấm đối với các tiếng nói của Trump sau khi con dâu của ông, đồng thời là cộng tác viên của Fox News, Laura Trump đăng một video về cuộc phỏng vấn của cô với cựu tổng thống. Một số công ty công nghệ lớn đã ra lệnh cấm sau cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol khiến 5 người chết và hơn 100 cảnh sát bị thương. Cựu tổng thống bị cáo buộc kích động bạo lực và liên tục phát tán thông tin sai lệch theo dữ liệu của crowdtank một số bài đăng trên facebook của ông trump nằm trong những bài phổ biến nhất ở mỹ phân tích của james clayton phóng viên công nghệ bbc tại bắc mỹ một quyết định lớn của facebook bị trì hoãn thật khó để đánh giá thấp công dụng của facebook đối với donald trump ông trump và những người ủng hộ cấp cao của mình đã sử dụng nền tảng này một cách thành thạo để thúc đẩy sự ủng hộ các bài đăng của ông trump thường nằm trong số bài được đọc chia sẻ và nhận xét nhiều nhất trên facebook khả năng của ông trump tránh né các phương tiện truyền thông truyền thống và nói trực tiếp với công chúng trên mạng xã hội là một kế hoạch quan trọng của chủ nghĩa trump quyết định này do đó cực kỳ quan trọng đối với tham vọng chính trị trong tương lai của ông trump và nếu bạn nhìn vào các quyết định mà ban giám sát của facebook đưa ra ông trump có lý do để lạc quan khi đưa ra các quyết định của mình hội đồng quản trị phải cố gắng cân nhắc giữa quyền tự do ngôn luận với an toàn đối với công chúng đối với hầu hết các phán quyết của hội đồng cho đến nay và trong năm nay họ đã đứng về phía tự do ngôn luận không có nền tảng hoạt động chúng tôi không nghe được nhiều thông tin từ trump kể từ thất bại trong cuộc bầu cử của ông ta chiếc loa của ông ấy đã bị lấy mất và ông ấy rất muốn lấy lại nó Ông Trump đã nói về việc tung ra mạng xã hội của riêng mình, nhưng việc xây dựng một mạng xã hội cần có thời gian và không có gì bảm bảo thành công. Một con đường dễ dàng hơn để tạo ảnh hưởng trên mạng xã hội là Facebook cho phép ông Trump trở lại. YouTube nói sẽ kích hoạt lại tài khoản của ông Trump khi mối đe dọa về bạo lực trong thế giới thực giảm bớt. Twitter, nơi ông Trump có 88 triệu người theo dõi, đã cấm ông vĩnh viễn.